Brazil thắng ngược Colombia 2-1 nhờ pha đánh đầu thành bàn ở phút bù giờ thứ 10 của Casemiro. Những tranh cãi khiến trận đấu gián đoạn 10 phút và quyết định vẫn được giữ nguyên. Trọng tài Pitana thậm chí còn rút thẻ đỏ với một thành viên ban huấn luyện của Colombia do phản ứng thái quá. Cao trào được đẩy lên ở phút thứ 10 khi Casemiro đánh đầu dũng mãnh ở cự ly gần sau quả đá phạt góc của Neymar, ấn định chiến thắng ngược 2-1 cho Brazil. Với kết quả này, thầy trò huấn luyện viên Tite chính thức giành ngôi đầu bảng dù vẫn chưa thi đấu lượt trận cuối cùng. Trong khi đó, Colombia dù thua trận cũng giành vé vào tứ kết. Trước khi xem clip, các bạn nhớ nhấn đăng ký và bật thông báo để ủng hộ cho kênh của tụi mình nha. Những phút cuối, phút bù giờ của trận đấu luôn là thời điểm nhạy cảm nhất và cũng khiến fan bóng đá hồi hộp căng thẳng nhất. Dù ở những giây phút đó, các cầu thủ đã thấm mệt, những ý chí và sự quyết tâm đã giúp họ làm nên những điều bất ngờ. Đó là việc đem đến những pha ghi bàn đầy cảm xúc. Và sau đây, hãy cùng điểm qua một số bàn thắng ở phút cuối trận còn quý hơn cả vàng. Chơi không thực sự tốt, nhưng nhờ vào phút lóe sáng cá nhân, Liverpool ngược dòng thắng Aston Villa 2-1 trên sân nhà ở trong trận đấu ngoại hạng Anh diễn ra vào ngày 10 tháng 4. Cụ thể, phút 90+1, hậu vệ trái của Liverpool đã nhận bóng trước vòng cấm địa lệch trái. Ngay lập tức, Alexander Arnold thực hiện cú đặt lòng quyết đoán đưa bóng đi vào góc phải cầu môn. Bóng đi nhanh hiểm khiến thủ thành Martinez không thể cản phá. Đó cũng là bàn thắng mang về chiến thắng cho Liverpool. Chính pha đá bồi sau khi sút penalty không thành công trong hiệp phụ của Harry Kane đã đem về bàn thắng vàng cho tuyển Anh, mang về chiến thắng 2-1 trước Đan Mạch sau 120 phút nghẹt thở. Bàn thắng quý giá đã giúp tuyển Anh lọt vào trận chung kết với đầy cảm xúc. Ở trận đấu giữa Barcelona và Real Valladolid tại vòng 29 La Liga 2020-2021, đội chủ nhà Barca đã phải rất vất vả mới có được chiến thắng 1-0. Pha lập công là của Dembele ở phút 90 của trận đấu. Từ cú đánh đầu của Araujo ra phía sau, anh dứt điểm một chạm cực nhanh vào góc gần khiến thủ thành Jordi Masip phải bó tay. Bất ngờ lớn xảy ra trong trận đấu giữa đội tuyển Pháp và Thụy Sĩ. Ở đúng phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 2, đội tuyển Thụy Sĩ gỡ hòa thành công để đưa trận đấu đến với 30 phút của hiệp phụ. Bắt nguồn từ pha để mất bóng của Paul Pogba, đội trưởng Granit Xhaka có đường chọc khe hoàn hảo cho Mario Gabranovic. Cầu thủ số 19 ngoặt bóng tinh tế trước khi tung cú sút làm rung lưới đối thủ, gỡ hòa 3 đều. Và sau đó họ giành chiến thắng trên chấm luân lưu tiễn Pháp khỏi Euro 2020. Hôm 20 tháng 6 vừa qua, Lucas Cavallan được bắt chính trong trận chung kết play-off tranh vé thăng hạng ở Nations League giữa Torquay United và Hartlepool United. Ở phút bù giờ thứ 5 của hiệp 2, trong pha dâng cao hỗ trợ tấn công, thủ môn người Brazil bên phía Torquay United đã có pha bay người đánh đầu đẳng cấp để gỡ hòa một đều cho đội bóng của mình. Kết quả đó được giữ đến hết hiệp chính và cả hiệp phụ, khiến cho hai đội phải vào loạt đá luân lưu cân não.
Tại màn đấu súng này, Hartlepool United đã thắng kịch tính 5-4 để đoạt vé thăng hạng. Trước đó, thủ thành Alisson cũng có pha lập công tương tự trong trận đấu với West Brom tại vòng 36 giải Ngoại hạng Anh. Thủ thành Liverpool đã có một cú đánh đầu thành bàn chính xác vào phút 90+5, giúp đội bóng của mình thắng nhọc West Brom 2-1. Chiếc cúp vô địch Copa Libertadores 2020 đã có tân chủ nhân sau trận chung kết toàn Brazil giữa Palmeiras và Santos vừa diễn ra trên sân Maracanã tại thành phố Rio de Janeiro của Brazil. Bàn thắng quyết định và cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi vào phút bù giờ thứ 9, xuất phát từ một quả tạt chính xác của tiền vệ Rony. Cầu thủ vào sân ở hiệp 2, Lapreno Lopez đã có pha đánh đầu dũng mãnh làm tung lưới của Santos trong sự bất lực của thủ môn John. Ukraine là đội làm nên bất ngờ cho vòng 16 đội tại vòng chung kết Euro 2020. Ở phút bù giờ cuối cùng của 120 phút thi đấu trên sân Glasgow, Scotland, ngày 29 tháng 6 năm 2021, tiền đạo Ukraine Artem Dobik đã xuất thần ghi bàn thắng vô cùng quan trọng vào lưới Thụy Điển, ấn định chiến thắng 2-1, loại đội bóng Bắc Âu được đánh giá mạnh hơn và giành tấm vé vào tứ kết. Cú sút ngoạn mục của Karim Benzema giúp Real Madrid lội ngược dòng thắng Elche 2-1 ở trận đấu vòng 27 La Liga mùa 2020-2021. Đó là pha bắt vô lê ấn tượng bằng chân trái để mang cảm xúc vỡ òa cho huấn luyện viên Zinedine Zidane và cổ động viên Real. Ở trận Liverpool với Tottenham diễn ra tại Anfield tại vòng 13 Premier League mùa vừa qua, tiền đạo Roberto Firmino đã sắm vai người hùng khi ghi được bàn thắng quyết định vào phút cuối giúp The Cop giành chiến thắng 2-1. Với cú đánh đầu xuyên thủng phòng tuyến bê tông của Tottenham đúng vào phút cuối, chân sút 29 tuổi người Brazil vừa mang về 3 điểm quý giá cho Liverpool, vừa giúp The Cop khẳng định được cái uy của nhà đương kim vô địch Premier League trước kẻ thách thức Tottenham. Trận tranh hạng 3 Copa America 2021 là cuộc so tài đầy kịch tính giữa Colombia và Peru. Và khi đồng hồ đã dần đến những phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, tỷ số khi ấy là 2-2. Luis Diaz đã xử lý khéo léo rồi tung cú sút rất đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, khiến thủ môn của Peru dù chạm tay vào bóng nhưng cũng không thể cản phá.
trận đấu kết thúc với chiến thắng siêu kịch tính 3-2 dành cho Colombia trước Peru. Tiền đạo Dominic Calvert-Lewin đã ghi bàn thắng ở phút 90+5, giúp Everton cầm hòa MU 3 đều. Ngôi sao người Anh rất hạnh phúc với pha lập công giúp đội bóng của mình mang về 1 điểm. Vừa rồi là những bàn thắng quý hơn vàng ở cuối trận. Nếu thấy video hay, đừng quên like, share và subscribe để lại bình luận tương tác với kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video mới nhất.